Rồi, xin chào anh em nha, chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hồ Phúc. Tiếp tục clip hôm nay mình giới thiệu anh em một ít máy nữa nha anh em. Số điện thoại đặt hàng bên mình là 0355 356 356, có trên cái bảng nhỏ nha anh em. Đó, quy định mua máy thì cặp trước cho mình cặp Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu ha. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cặp 100.000 Viettel nha. Nhắn cho mình họ tên địa chỉ cùng với 15 chữ số mã thẻ, mình sẽ gửi máy cho anh em đào quà nha anh em. Tất cả các máy bán ra thì gửi tới tay anh em á, thì bao tép 1 tuần thoải mái, trục trặc alo cho mình. Bảo hành thì 1 tháng nha anh em. Rồi ok. Con máy đầu tiên trong clip này là con Samsung J2 Rim màu hồng anh em. Vỏ thay một con này mới thay nha. Vỏ thay đẹp keng nha. Ngoại hình như này. Lưng liếc rồi là ok hết. Kính đẹp nha anh em. Con này là màn hình 5 inch. RAM 1GB, bộ nhớ 8, pin 2600 nha. Pin 2600. Hồi nãy cũng có một bạn mới gọi cho mình thì mình nói thôi để quay clip cho anh em coi. Ưng thì alo nha. Thì mình quay cái clip này. Có mấy có thôi. Thì anh em ưng cứ alo cho mình. Đó, wifi các kiểu ok nha. Rồi. J2 Rim giá 780k. 780k kèm sạc giá lực cho anh em đầy đủ nha. Oppo Neo 7. Bản nội địa anh em. Con này thì sườn có hơi xước xác này anh em. Sườn có xước xác nha. Không có đẹp kem. Lưng kính thì ok. Đấy, nét này khó. Đây này em. Sườn người ta có xước xước nha. Đó. Người ta có xước này. Kính đẹp này. Lưng này. Màn hình 5 inch nha anh em. RAM 2 nha. 16. Pin 2400. Kính đẹp. Không có xước xác đâu. Bán ra thì mình sẽ dán cái lực cho anh em đầy đủ luôn. Wi-Fi các kiểu ok. Giới thiệu điện thoại RAM 2GB nha nè. Đấy. Con này bán nội địa thì RAM 2 mà bán Việt Nam thì RAM 1. Giá 950k nè. 950k kèm sạc với giá lực cho anh em luôn. Tiếp theo là con Huawei L21. Con này thì vỏ hơi xấu. Đó, sườn trời nha nè. Giới thiệu rất là nhanh gọn cho anh em luôn. Vỏ xấu sườn trời. RAM 2 16 màn hình 5.5 inch. Pin 3000. Kính đẹp nha nè. Kính đẹp ha. Pin là dung lượng 3000. Cũng rất là ok. Đó, máy hiển thị sắc đẹp nha anh em. Wi-Fi đây, rất là mạnh. Ok, con này đến đây giá 880k thôi. 880k, kèm sạc rồi dán cái lực cho anh em luôn trước khi gửi máy. Ok nha anh em, màn hiển thị rất đẹp. Tiếp theo là em Rebellus. Rebellus, con này máy này ring nha anh em, ring nha. Lưng này, có xước xác xấu này, không được keng này. Mình thay vỏ thì đẹp nhưng mà mình không thay nha. Con này chưa thay thế gì hết. Lưng ring, kính này. Kính có xước xác này, ngay góc đây bế như vậy nè. Ngay góc bế như vậy mình chưa ép kính. Đi em bán luôn anh em. Máy ring, vỏ ring, màn ring. Các kiểu ring hết. Đó, ring nguyên hết. Từ A tới A luôn. Chưa có đụng chạm xây thế gì hết anh em. Con này là gọi là J7 Plus. RAM 4, bộ nhớ 32GB. Con này một thợ đình đám nha anh em. J7 cộng ha. Đó, RAM 4GB, bộ nhớ 32GB. Tất cả chức năng hoạt động là hoàn hảo nha. Chỉ có bề kính nhẹ thôi, mình chưa ép lại là như mới luôn. Đó, rồi ok. Con Rebellus thì màn hình 5.5 inch, RAM 4 32, pin 3000. Con này để ý cho anh em luôn. Tính em giá 1.7 triệu thôi nha. 1.7 triệu nha. Bề kính nhẹ. Mình ép lại là nó sẽ lên giá, mình không ép. Để ra bán cho anh em luôn nha. Giá 1.7 triệu anh em nào không quan trọng ngoại hình thì ok nha. Tiếp theo em Rebellus, con này cũng mang ring luôn. Con này ring máy luôn. Vỏ có xước xác này anh em. Cũng RAM 332 nha, màn hình 5.5 inch. Pin thì 3600 nha. Rebellus thì pin nó mạnh hơn con Rebellus. Rebellus là pin 3300 thôi. Hay pin 3000 thôi. Đây. Rebellus nha anh em. RAM 332 ha. Đó, cấu hình ok hết tất cả cho anh em. Rebellus. RAM 332 luôn. Ok, con này để em giá 1.9 triệu nha, máy đẹp nha. 1.9 triệu, vỏ 66 thôi, còn kính đẹp. Tiếp theo là một em Samsung A520 bản hàng anh em. Máy này đẹp keng, xà beng luôn. Đánh giá vỏ đẹp keng này. Sườn có xuất sắc gì gì này anh em. Có cắn cắn gì gì góc này nha. Đó, sườn này. Đó, mình quay rất kỹ nha. Đó. Sườn này nha anh em. Kính đẹp nha. Đó. Kính như dán lực rồi, quá đẹp rồi. Lưng sau này. Con này màn hình 5.6, 5.2, sorry anh em, màn hình 5.2.
RAM 332, pin 3000. Pin 3000 nha anh em. Đó, máy thì hiển thị sắc nét. Máy riêng nguyên. Mọi chức năng hoạt động này hoàn hảo rồi. Hôm nay giới thiệu anh em cho anh em coi luôn. Anem 27 này. Nó là Anem 20 đó. Rồi ok, con em Anem 20 để anh em giá 1850. 185 kèm sạc giá lực cho anh em đầy đủ nha. Máy đẹp. Tiếp theo cho anh em là một em Vinmax XT1. Con này mới keng, đẹp tầm 99. 98 tới 99 luôn anh em. Đó, anh em nhìn máy đã không? Đó. Máy quá chắc luôn anh em. Quá chắc ngắt luôn nha. Hiển thị sắc nét đẹp keng. Vinmax XT1, RAM 4/64. Rồi, XT1. Mọi chức năng hoàn hảo. Đó, cấu hình ok. XT1 màn hình 5.65 nha anh em. RAM 4/64, pin 3.1. Đấy, kính cam khiết là đẹp tầm 98 tới 99. Con này là quá trung chỉnh luôn. Ok nha anh em. Giá 1.900.000. 1.900.000 giá cơ lực kèm sạc cho anh em đầy đủ. Máy quá đẹp nha, như người hình mình quay luôn. 1.900.000. Em in Vinmax XT1. Tiếp theo là em Samsung A6 cộng màu xanh. Đây, trời sơn tí anh em, tróc sơn nha. Kính lưng còn đẹp. Màn hình 6 inch, RAM 4/32. Pin con này 3.500 nha. Pin 3.500. Samsung A6 cộng xài cũng rất là sướng anh em. Đó, mọi chức năng hoàn hảo nha. Không hề có một trục trặc một cái gì hết. Chức năng ok, viền sườn. Như clip mình quay luôn, cũng có trời xuất nhẹ nhẹ. A6 cộng đứa anh em giá con này 2.2 thôi nha. 2.2 nha. 2.2 kèm sạc giá lực cho anh em nha. Tiếp theo là em Samsung A8. Samsung A8 vỏ xe còn đẹp nè. Kính này, keng sạc beng này. Kính xe keng sạc beng. Đó, máy đây. Samsung A8 anh em. RAM 4/32. Màn hình 5.6, pin 3000. Đó, cấu hình thì mình có đọc kỹ trong clip nha anh em. Anh em mua máy thì nhớ để ý cấu hình trước khi gọi điện cho mình, tránh trường hợp hỏi đi hỏi lại mới công tốn thời gian anh em. Rất tốn thời gian nha. Mình đã đăng ký quảng cáo kỹ trong clip rồi. Anh em khỏi phải hỏi đi hỏi lại lanh tanh. Đó, Samsung A8. Cấu hình thì như clip mình quay, giá 2.600.000 nha anh em. 2.600.000 kèm sạc giá lực cho anh em luôn. Máy thì đẹp như người hình, tầm 98. Ok, bản hàng nha anh em. Tiếp theo là em Vivo U10. Vỏ xấu anh em. Con này vỏ trời nha, mình chưa có thay nha. Kính cam mình có trời trời này. Nhưng mà mọi chức năng thì kính này. Kính không có vết xước nha nè. Kính keng nha, không xước nha. Các em anh em có camera này, nét keng nha. Đó. Vivo U10 nha, RAM 4/64. Vivo U10. Mình sẽ vô cấu hình. Đó, giới thiệu nó là 1916 nha anh em, 1916. RAM 4/64 này. Đó, màn hình là 6.35. Pin 5000. Vỏ sau thì hơi trời xước. Đó, như clip mình quay nha, anh em cứ coi kỹ trước khi đặt máy nha. Màn hình thì đẹp. Màn hình thì không có xước xát gì hết ha. Vivo U10 giá 2.1 triệu. 2.1 triệu kèm sạc giá lực cho anh em đầy đủ. Trước khi gửi máy nha. Tiếp theo là em Samsung M20. Samsung M20 vỏ sau còn đẹp tầm 97-98 này. Kính không có trời này. Đó, M20 màn hình 6.3 nha anh em. RAM 3/32. Pin 5000. Đó, cấu hình này, vỏ đẹp này. Kính không xước máy nè anh em. Cái màn thì ngay góc trái đây. Hình như nó bị nhỏ một xíu nước vô cái phản quang nên nó hơi trầy. Trầy phản quang nhẹ góc đây. Đó là gọi là y như nước nó màu là gì anh em, một chút xíu xíu thôi nha. Không ăn nước hết ha. Đó, màn thì hiển thị sắc nét đẹp nha. Đó. Samsung M20. RAM 3/32 anh em, xài cũng rất là ok nha. Máy thì có sao mình quay dở nha anh em, như clip mình quay rồi. Đó, mọi chức năng ok nha. Đó, máy rất là đẹp, hiển thị sắc nét. Mọi chức năng ok. Cho anh em xài thoải mái. Vivo Samsung M20. Con này để anh em giá 2.2 triệu. 2.2 triệu kèm sạc giá lực cho anh em đầy đủ nha. Máy thì như clip mình quay rồi. Màn rất đẹp luôn. Ok. Tiếp theo là em Ribeiro, bản hàng máy ring. Ribeiro bản hàng máy ring, màn hình 5.5 inch. RAM 3/32, pin 3.6. Đó, máy thì đẹp keng như clip mình quay. Anh em thấy không? Rất nét nha. Đó. Rất nét. Mọi chức năng ok hoàn hảo nha anh em. Mấy hàng thì anh em biết rồi, xài một sim ha. Màn thì có lưu xíu xíu vậy vậy dưới đây, lưu ánh vậy vậy nữa đây. Bán rẻ cho anh em luôn con này.
Ribery Pro bản hàng một sim, tính em giá 175. 175. Mấy keo xà beng luôn, đẹp tầm 98. Đó, ok nha anh em. Rồi, clip ngắn gọn tại đây. Xin tạm dừng. Thân ái chào cả nhà. Chúc anh em sức khỏe thành công. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem clip mới nhất từ cô mình nha anh em. Chào anh em.